Chỉ trong vòng 24 giờ qua, giá rét đã cướp đi sinh mạng của 6 người tại Ba Lan, 7 người tại các nước Ban Căng. Tại Romania, chỉ trong vài ngày qua, đã có 6 người thiệt mạng. Ba Lan, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt giá lạnh này, với nhiệt độ xuống dưới âm 20 độ C ở một số khu vực. Kể từ đầu tháng 11 đến nay, quốc gia này đã ghi nhận 71 ca tử vong vì giá lạnh. Từ ngày 10 tháng 1, toàn lãnh thổ Romania được đặt trong tình trạng cảnh báo về nhiệt độ băng giá. Nhiệt độ đo được tại Romania xuống tới âm 32 độ C ở miền trung đất nước. Nhiệt độ xuống quá thấp khiến các trường học ở thủ đô Bucharest và vùng Constanta phía đông nam phải đóng cửa. Lưu thông trên dòng Danube đã phải tạm dừng từ ngày 10 tháng 1 cho đến khi có các thông báo mới do các khối băng hình thành trên sông. Các bến cảng trên Biển Đen cũng phải đóng cửa trong ngày 10 tháng 1 vì gió lớn. Đợt giá lạnh này có nguyên nhân là những khối không khí lạnh từ cực Bắc, khu vực Bắc Âu tràn xuống châu Âu từ cuối tuần trước, khiến nhiều người thiệt mạng, nhất là những người vô gia cư và người nhập cư tại các quốc gia Đông Âu khác như Cộng hòa Séc và Bulgaria. Ngoài ra, Macedonia, Belarus và Italy cũng ghi nhận có các nạn nhân của đợt giá rét này.